Ê mày, mình có nên chúc tử tù sống lâu trăm tuổi. Chúc chúc người ta bắn người ta. Con biết bây giờ mẹ chờ tiếng con. Dạ thầy ơi, Tết mà thằng trộm đến chúc mình phát tài vậy là nó có ý tốt hay ý xấu vậy thầy? Không biết đi. Rồi mình có cần phải chúc lại nó làm ăn phát tài không thầy? Mình chúc lại nó làm thầy ơi, nhà em có ông anh làm nghề đào giếng á, vậy Tết em nên chúc sự nghiệp ổng đi lên hay đi xuống thầy? Ủa thầy ơi, đen tình thì đỏ bạc, vậy là mấy ông thần bài là những vị thần của những cặp sừng đó thầy? Đen tình là đỏ bạc, thần bài à? Chắc vậy á. Còn bài đâu? Thầy ơi, đi học lớp mà mình không còn chơi chung với nhau nữa, vậy có phải là mình đang ăn mài quá khứ không thầy? Hỏi câu khác đi em, câu khác đi. Dạ sẵn em hỏi luôn thầy, mình ăn mài quá khứ mà quá khứ mình làm ăn mài á, vậy là mình ăn mài phải không thầy? Thôi chắc thầy đi làm ăn mài dễ hơn làm giáo viên em. Thầy ơi, Tết tới người ta hay nói chuyện cũ mình bỏ qua mà em đi đâu em cũng nghe. Giờ là lúc nhìn lại hơn một năm đã trôi qua, buồn vui thế nào, có dần hơn có đớn đau. Thầy ơi, người ta nói long lân quy phụng là linh thú mà sao Tết nào người ta cũng đem nó ra múa hoài thầy? Vậy là người ta nó đem nó ra làm trò mua vui chứ có tôn trọng gì nó đâu. Đúng á, sao người ta múa cho tụi nó dữ ta. Đúng à. Thầy ơi, người đầu tiên phát minh ra cây nhang sao họ biết là người âm cần để phát minh thầy? Chắc người âm báo mộng đó em. Thầy ơi, lúc mà chưa phát minh ra cây nhang họ báo mộng họ kêu đốt cây gì thầy? Thôi mệt quá, giờ tới thầy hỏi nè. Tứ quý là chặt được heo đúng không em? Chặt được chứ thầy. Vậy tứ quý heo có chặt được heo không em? Chặt được chứ. Trong bộ bài mày có mấy con heo?